năm 1972, trong một lần thực hiện nhiệm vụ hết sức nặng nề là chuyên chở vũ khí từ miền Bắc vào chi viện cho miền Nam. Tàu không số mang số hiệu bí mật 645 do chính trị viên Nguyễn Văn Hiệu chỉ huy đã bị địch phát hiện và tấn công dữ dội. Trong lúc gian nguy, Nguyễn Văn Hiệu đã yêu cầu tất cả chiến sĩ nhảy xuống biển, bơi lánh ra xa, chỉ riêng anh ở lại, rồi tự tay điểm hỏa cho tàu nổ tung cùng với tàu địch. Nguyễn Văn Hiệu đã anh dũng hy sinh, quyết không để cho con tàu không số rơi vào tay giặc. Sự bí mật đường Hồ Chí Minh trên biển vẫn được giữ vững, còn quân địch thì bị tổn thất nặng nề. Gần 40 năm trôi qua, trong tiềm thức của mọi người dân Việt Nam, ai cũng nghĩ máu xương của anh đã hòa quyện cùng với sóng nước biển khơi. Ấy vậy mà, một điều kỳ diệu đã xảy ra. Trong tập 4 của series Theo dấu chân các liệt sĩ, Spider Room xin được gửi tới các khán thính giả hành trình gian nan tìm kiếm hai cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Hiệu. Sự linh thiêng của người anh hùng liệt sĩ, tài năng của các nhà ngoại cảm Việt Nam và trình tấm lòng thành tâm tri ân sâu sắc của các con cháu và đồng đội mà anh hùng Nguyễn Văn Hiệu cuối cùng cũng đã trở về với chúng ta bằng xương, bằng thịt. Tất cả những câu chuyện trong series này đều được chúng mình trích ra từ cuốn sách Tìm mộ liệt sĩ bằng khả năng đặc biệt, những ca khảo nghiệm điển hình, được thực hiện bởi 3 cơ quan nhà nước là Liên hiệp Khoa học Công nghệ Tin học Ứng dụng EOIA, Viện Khoa học Hình sự thuộc Bộ Công an và Trung tâm Bảo trợ Văn hóa Kỹ thuật Truyền thống. Đồng thời, Spider Room xin được gửi lời cảm ơn tới Tiến sĩ Vũ Thế Khanh, Tổng Giám đốc Liên hiệp EOIA, người đã có hơn 30 năm nghiên cứu các vấn đề tâm linh, đồng biên soạn cuốn sách, vì đã cho phép bọn mình truyền thể các câu chuyện thành video. Bây giờ, hãy cùng đến với câu chuyện kỳ diệu về hành trình đi tìm mộ của anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Hiệu. Một, nhân duyên đến với UIA. Câu chuyện gian nan đi tìm hài cốt bắt đầu với hai nhân vật là ông Nguyễn Đình Phương, con trai của anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Hiệu, và anh Vũ Tuấn, cháu rể của ông Phương. Dù đã trải qua gần 40 năm kể từ ngày nhận giấy báo tử của cha mình, ông Phương vẫn khôn nguôi một ước nguyện thiêng liêng rằng làm thế nào để tìm được hài cốt của người cha đã hy sinh trên biển vào năm 1972. Còn anh Tuấn thường được nghe chú Phương kể những kỷ niệm về người cha là anh hùng Nguyễn Văn Hiệu. Từ đây luôn luôn nung nấu suy nghĩ phải làm được một điều gì đó, dù nhỏ bé, để giúp đỡ chú. Trong những lần về thăm bố mẹ ở Hà Nội, được nghe bà con, bạn bè nói về sự linh diệu lạ lùng của trụ sở Liên hiệp Khoa học, Công nghệ Tin học Ứng dụng, UIA, Viện Khoa học Hình sự, Bộ Công an tại số 1 phố Đông Tác, anh Tuấn quyết định thử đăng ký tham gia để tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Nhưng việc tiếp cận không hề dễ dàng. Theo những gì mà anh Tuấn nghe được từ các gia đình khác, để được tham gia một buổi áp vong, họ phải đăng ký từ 3 đến 4 tháng trước đó. Mất một ngày trời để lân la tìm hiểu, Tuấn mới tìm ra rằng nơi này là một linh địa để các gia đình triệu hồn các vong linh người thân đã mất trở về để gặp gỡ, chuyện trò. Nhưng sự chờ đợi kéo dài làm Tuấn lo lắng, vì có lẽ sẽ phải qua ngày giỗ của liệt sĩ Hiệu mới đến lượt gia đình của anh. May mắn thay, bởi đây là trường hợp đặc biệt của một liệt sĩ anh hùng, cùng với sự hỗ trợ của Thiếu tướng Ngô Tiến Quý, Viện trưởng Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an, anh Tuấn đã được ưu tiên gặp nhà ngoại cảm thứ nhất là cô Nguyễn Thị Nguyện. Dù rất cố gắng sắp xếp, nhưng việc tìm mộ liệt sĩ là không hề dễ dàng. Cô Nguyện khuyên Tuấn nên thử áp vong trước để xem có tín hiệu không trước khi chuyển sang các bước tiếp theo. Một tuần sau, gia đình ông Phương và anh Tuấn đến trụ sở UIA để thực hiện nghi thức. Sau nhiều giờ chờ đợi, linh hồn liệt sĩ Nguyễn Văn Hiệu đã nhập vào cô Thoa, vợ của ông Phương. Trong buổi hôm ấy, linh hồn của liệt sĩ khóc thương, chia sẻ nỗi buồn vì phải xa cách gia đình bấy lâu. Điều đặc biệt nhất là linh hồn liệt sĩ Nguyễn Văn Hiệu có nói rằng: "Các con hãy đi tìm ba, xương cốt của ba vẫn còn, ba sẽ phù hộ để các con tìm thấy. Ba muốn được về gần với con cháu, chứ ở đây ba không có đồng đội, buồn lắm." Trước khi tới số 1 Đông Tác, gia đình ông Phương và anh Tuấn chỉ mong được trò chuyện với linh hồn liệt sĩ Nguyễn Văn Hiệu là đã quý lắm rồi. Vậy mà giờ đây, niềm hy vọng lớn đã được hé ra. Gia đình vô cùng xúc động, quyết định tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ngay lập tức. 2. Kết nối từng mảnh ghép của ký ức. Từ buổi áp vong trở về, gia đình nhận được sự hướng dẫn của các cán bộ UIA về việc thực hiện lễ cầu siêu để giúp các linh hồn siêu thoát, đồng thời hỗ trợ việc tìm kiếm hài cốt để dễ dàng hơn.
Lễ cầu siêu kéo dài suốt một tuần với sự tham gia đều đặn của ông Phương, người con cả của liệt sĩ. Sau quá trình cầu nguyện và chuẩn bị, gia đình được UAA bố trí gặp nhà ngoại cảm thứ ba là ông Nguyễn Văn Lư tại trụ sở. Ông Lư mô tả rất chính xác các thông tin về ngoại hình của liệt sĩ Nguyễn Văn Hiệu. Khuôn mặt của cụ có làn da ngăm ngăm, dáng hình tầm thước, đúng không? Đúng. Trước khi hy sinh, cụ có để lại một tấm ảnh, nhưng ảnh đang thờ không phải là ảnh gốc mà là ảnh đã được chụp lại, đúng không? Đúng. Bức ảnh gốc của cụ hiện thời đang được một người có tên là Thư giữ. Ông Phương thốt lên, dạ, đó là một người chị kết nghĩa của ba tôi. Bức ảnh đang được thờ cụ ở nhà có màu xanh, mặt hơi nghiêng. Đúng quá. Cụ mất vào ngày 24 tháng 4 năm 1972. Thông tin này hoàn toàn trùng khớp với thông tin trên giấy báo tử. Điều này đã thuyết phục hoàn toàn gia đình về khả năng đặc biệt của nhà ngoại cảm. Ông Lư cũng xác định vị trí mộ của liệt sĩ nằm trên đảo Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang. Nằm cùng hài cốt của cụ còn có một cái đồng hồ to, giày cục. Đó cũng là điểm để gia đình kiểm chứng khi đã tìm thấy mộ. Để kiểm chứng thêm tất cả những thông tin đã có, ông Phương quyết định tìm gặp các cụ từng là bạn chiến đấu của cha mình để chia sẻ thông tin nhà ngoại cảm. Trong đó, có một người đồng đội của cha ông là cụ Thẩm Hầm Lăng, người cuối cùng rời tàu, là người đồng chí trong giây phút hiểm nguy đã cố giằng co với Nguyễn Văn Hiệu để đòi ở lại tàu. Nghe xong chuyện của ông Phương trình bày qua điện thoại, cụ Lăng kể lại, tao nhớ rất kỹ lúc đó, ông ấy ật mạnh tao xuống nước thì tao đánh bơi đi. Được khoảng 5 phút, tao nghe thấy một tiếng nổ đinh tai, nhức óc. Xác tàu bay lung tung, miếng to nhất cũng chỉ như một nửa cái bàn uống nước. Mà những hàng tấn thuốc nổ cơ mà, làm gì còn. Trước lời kể đó, gia đình ông Phương sau đó được nhà ngoại cảm sắp xếp hẹn gặp tại nhà riêng ở Hà Nam. Cụ Lăng từ chỗ rất kinh ngạc rồi dần bị thuyết phục vì một người được sinh ra sau chiến tranh lại tả vanh vách được hình dáng con tàu chiến đấu quen thuộc của cụ năm xưa. Tàu được sơn màu xanh, viền đỏ. Trong tàu có hai tầng, tầng hầm để súng ống đạn dược, tầng hai để ngủ và ăn uống. Có một hành lang đi lên boong tàu. Trước khi tàu nổ, trên giường vẫn còn có một cái chăn con công chưa gấp. Ngoài ra, nhà ngoại cảm còn gọi tên và tả cụ thể tính cách của những đồng đội của cụ Hiệu và cụ Lăng trên con tàu 645 ấy, gồm có cả những người còn sống và đã mất. Trước khi ra về, nhà ngoại cảm Nguyễn Văn Lư còn dặn dò thêm về ông Phương rằng bao giờ gia đình đi tìm mộ cụ Hiệu, nhất thiết phải có cháu Tuấn đi cùng và tham gia đấy. Cụ vừa nhắc tôi như vậy. Cuối buổi gặp gỡ với nhà ngoại cảm Nguyễn Văn Lư, cụ Lăng bần thần, cảm động nói với anh Phương, có khả năng sẽ tìm được ba cháu đấy. 3. 7 ngày tìm mộ tại Phú Quốc. Đã gần 40 năm trôi qua, giữa trùng khơi mịt mù, chuyện tìm kiếm hai cốt của anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Hiệu còn khó hơn cả tìm kim đáy bể. Sau bao lượt nghe ngóng kiếm tìm tưởng như vô vọng, vậy mà giờ đây, hy vọng le lói như được thắp sáng trở lại. Đoàn gia đình của ông Nguyễn Đình Phương lên đường đến Phú Quốc và được đồng chí Phong thuộc vùng 5 Hải quân đón về đơn vị. Đến nơi, đoàn được các đồng chí ở phòng chính sách của huyện đảo tiếp đón thân thiện và tạo điều kiện giúp đỡ tận tình. Về đến doanh trại, các đội dở bản đồ để kiểm tra và xác định rõ hơn vị trí khu vực mà mình đang ở và gọi điện cho nhà ngoại cảm Nguyễn Văn Lư thì được biết. Cụ Nguyễn Văn Hiệu cũng vừa về chỗ cả đoàn dở bản đồ ra xem đấy, nơi mọi người ở đã rất gần cụ rồi. Nhà ngoại cảm nói thêm, đảo Phú Quốc như hình giọt nước ngược và phần nhỏ nhất là vị trí cụ nằm. Sáng mai thức dậy, anh Phương đi ra cổng có một ngã ba gần đó. Anh đi về phía đông nam khoảng 2 cây thì rẽ phải khoảng vài trăm mét là đến gần mét biển. Sẽ có một người tên là Long hay là Phong gì đó dáng cao cao, da đen đen sẽ chỉ cho anh chỗ của cụ nằm. Hai đồng chí đạo đội phó vệ binh nhanh chóng xác định vị trí nhà ngoại cảm nói chính là mũi con dương trên bản đồ hải quân. Ngày thứ hai tại Phú Quốc, cả đoàn leo lên xe đi theo hướng tây của đảo. Đi thêm một đoạn, anh Phương lại gọi điện cho nhà ngoại cảm. Ở đầu dây bên kia, ông Lư nói, anh phải đi tiếp nữa theo hướng đó, gần tới nơi rồi. Cả đoàn gồm có 8 người lại tiếp tục đi khoảng chừng 500 mét nữa. Ông Phương và mọi người vẫn đi tiếp vào hướng tây của đảo. Còn anh Tuấn, không hiểu sao lại đi phăm phăm tắt qua hướng đông. Đang đi, bỗng Tuấn gào tướng lên, đúng đây rồi, đúng rồi.
mọi người chạy xúm lại hết cả nơi Tuấn đứng. Tuấn kể, quang cảnh nơi đây hệt như trong giấc mơ mà cháu được cụ bà mộng trước hôm lên đường. Nói xong, Tuấn cầm điện thoại gọi ngay cho nhà ngoại cảm. Nhà ngoại cảm Nguyễn Văn Lương liền hỏi, có nhìn thấy một cái túi ni lông đang nổi phập phồng ở mé nước không? Quan sát kỹ, Tuấn thấy cách đó khoảng 20 mét thì có một bao tải dứa màu đen đang nổi bập bềnh do sóng đánh vào bờ. Sau lưng cậu có một cây củi khô mục, đúng không? Tuấn quay lại thì quả đúng như vậy. Tuấn hãy nhìn xung quanh dưới chân mình, có một hình vòng tròn trên cát, đúng không? Nhìn xuống chân, Tuấn tá hỏa, nét vẽ vòng tròn vẫn còn mới nguyên. Tuấn kêu, có ai vừa vẽ đây? Một đồng chí trong đoàn nói, anh vừa lấy chân vạch vòng tròn cho vui thôi, sao vậy? Một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng Tuấn. Anh cũng vừa nhận ra, mảnh đất mình đang đứng chính là nơi anh đã gặp trong giấc mơ cụ báo hôm nào. Sau phút bàng hoàng xác nhận các thông tin đối chứng với nhà ngoại cảm, Tuấn tự hỏi nhà ngoại cảm Lư, bây giờ phải làm gì ạ? Nhà ngoại cảm phán chắc nịch, hãy khoanh tròn khu vực ấy và đóng cọc lại, lấy bán kính từ tâm ra xa khoảng 5 mét, rồi bắt đầu đào từ vòng tròn. Sau hiệu lệnh ấy của nhà ngoại cảm, tất cả mọi người có mặt, ai vào việc nấy, người thì bày lễ, người thì quay về huy động thêm nhân lực. Cùng lễ xong, đang hóa vàng thì cô Thoa vợ của ông Phương bỗng dưng ngồi thụp xuống, nước mắt chứa trang, thân thể thì lắc lư giống hệt hôm áp vong ở số 1 Đông Tác. Đã có kinh nghiệm từ trước, ông Phương rối rít, có phải ba về với chúng con không? Cô Thoa mắt nhắm nghiền, toàn thân đung đưa, chợt gật đầu lia lịa. Ông Phương hỏi nhanh, thế đây có phải là chỗ ba nằm không? Cô Thoa lại lắc lư gật đầu, càng lúc càng khóc nhiều. Thấy thế, ông Phương lại nói, hôm nay chúng con đến cất bốc hài cốt của ba, ba có vui không? Ba có dặn dò gì chúng con không? Cô Thoa lại gật đầu, cả đoàn lúc ấy đều nghẹn ngào khóc. Ông Phương tiếp, thôi, ba yên tâm, chúng con sẽ cất bốc để đưa ba về. Ba đang nhập vào con dâu đấy, ba có thương con dâu ba không? Ba cứ ra để xem và hướng dẫn chúng con đào, ba nhé. Cô Thoa gật gật đầu nhưng vẫn khóc, như lưu luyến không muốn rời. Một lúc sau, cô Thoa mới trở lại trạng thái bình thường. Cả gia đình cùng với một trung đội hơn 30 con người hăng hái bắt tay vào việc tìm kiếm. Nhưng cứ đào tới đâu, cát sụt xuống tới đó. Tưởng như nhân lực chưa đủ, gia đình ông Phương lại yêu cầu đơn vị cho thêm một đại đội nữa tới hỗ trợ. Có đông người, diện tích đất cũng dần mở rộng ra đáng kể. Tuy nhiên so với yêu cầu của nhà ngoại cảm thì mới chỉ được 1/4. Thấy tình hình hiệu quả công việc không cao, gia đình thống nhất phải báo cáo với tư lệnh vùng 5 và xin được giúp đỡ. Không ngờ, buổi chiều cùng ngày chính đồng chí chính ủy vùng 5 đã đến thăm động viên gia đình, rồi ngay lập tức liên lạc với quân khu 9 cạnh đó thuê một cái máy xúc. Ngày thứ 3 tại Phú Quốc, vào lúc 9:30 thì máy xúc đến hỗ trợ. Trước khi bắt tay vào việc, gia đình lại cẩn thận liên lạc với nhà ngoại cảm để chốt lại chắc chắn vị trí cụ nằm. Nhà ngoại cảm Nguyễn Văn Lư dặn về anh Phương, có lẽ cụ hợp với thằng Tuấn, anh nên để nó liên lạc với em. Gia đình cứ đào rộng ra 5 mét nữa theo hướng đông nam, khoảng 3 giờ chiều sẽ thấy. Vào việc, với sức máy, đến trưa diện tích nhanh chóng được mở ra 3/4 đất cần đào, có chỗ sâu nhất tới 3 mét. Cứ đào được khoảng 30 phút, gia đình lại liên lạc với nhà ngoại cảm Nguyễn Văn Lư. Nhà ngoại cảm vẫn chỉ thị, tiếp tục đào. Rồi trời về chiều, hoàng hôn bắt đầu đổ xuống. Cả đoàn tranh thủ khuân cất đổ đi nơi khác để tránh cát bồi rồi mới nghỉ. Ngày thứ 4 tại Phú Quốc, đúng 7 giờ sáng khi gia đình liên lạc lại với nhà ngoại cảm Nguyễn Văn Lư thì nhận được tin không vui. Cụ vẫn đang đứng sau lưng anh Phương, mặt rất dầu và nói rằng đoàn đã đào sai vị trí. Bây giờ hãy tiếp tục đào theo hướng rừng thông xem sao. Tôi sẽ giao lưu thêm với cụ rồi báo cho gia đình tiếp. Cả buổi sáng công việc vẫn chỉ tập trung đào và theo dõi, nhưng chưa thấy có dấu hiệu gì đặc biệt. Trên trời, nắng vẫn như đổ lửa. Cả vùng mũi con dương lỗ chỗ những vũng nước lớn như những hồ bom. Gọi điện cho nhà ngoại cảm Nguyễn Văn Lư, anh Tuấn chỉ đạo thêm, cứ đào mở rộng sang hướng Tây Nam khoảng 3-5 mét nữa, sẽ tìm thấy xương của cụ. Lời chỉ dẫn của nhà ngoại cảm như tiếp thêm sinh lực cho mọi người.
đoàn đã đào sâu thêm được 6 mét, dài 10 mét nữa, cả một núi cát sừng sững mà vẫn chưa thấy gì. Nhà ngoại cảm hỏi, đã đào hết diện tích tôi nói chưa? Tuấn quả quyết, dạ, đã đào hết khu vực thầy yêu cầu rồi ạ. Mà nhanh nhẩu, thế thầy thấy cụ em như thế nào ạ? Nhà ngoại cảm trả lời, hôm qua trông vẻ mặt cụ tươi tỉnh, phấn khởi lắm, nhưng hôm nay thấy cụ cứ rầu rầu, không biết có phải mình đã bỏ sót chỗ nào đó không, hay đào chưa tới. Nghe nhà ngoại cảm Nguyễn Văn Lư nói xong, cả gia đình hoảng thật sự. Anh Tuấn tìm số điện thoại của các nhà ngoại cảm khác, hy vọng có thêm được manh mối gì. Gọi điện cho cô Nguyễn, sau khi nghe Tuấn trình bày, cô nói, đúng vị trí rồi đấy, cứ triển khai đào theo hướng đông nam đi, chắc chắn sẽ thấy hài cốt. Cả đoàn lại bắt tay vào việc. Đào một lát, Tuấn lại gọi cho cô Nguyễn, lần này thì cô nói, nhìn theo hướng tây nam, có thấy một chạc ba cây gỗ giống với hình cái súng cao su không? Tuấn thưa, có thế ạ. Cô Nguyễn bảo tiếp, vậy thì hãy đào theo hướng tây nam, tây nhiều nam ít, chiều nay chắc chắn sẽ thấy. Cả đoàn lại tiếp tục đào theo hướng mới. Chiều 14:30, Tuấn lại gọi điện cho cô Nguyễn thì bị mắng. Gia đình đang dùng máy đào để đào phải không? Dừng lại ngay, đi tìm hài cốt mà dùng máy thì không tìm được đâu. Bây giờ hãy sàng chỗ cát đã xúc đi, xương cốt cụ ở hết trong đó rồi. Nghe lời cô Nguyễn, Tuấn truyền đặt lại cho cả đoàn biết, đoàn lại huy động phương tiện để sàng cát. Đến khoảng 15:30, đoàn tìm được mảnh xương đầu tiên. Đó là một mẩu xương được dính với một đoạn rễ cây thông rất khó thấy. Cầm mảnh xương trong tay, ông Phương liền điện thoại luôn cho ba nhà ngoại cảm để đối chứng thông tin. Đầu tiên là chị Thống, một người thân của gia đình ở Hải Phòng cũng có khả năng tìm mộ. Tiếp đến là hai nhà ngoại cảm Nguyễn Văn Lư và Nguyễn Thị Nguyện. Tất cả ba người đều tả vanh vách hình thù mảnh xương, màu sắc xương giống hệt nhau. Chưa hết, ông Phương còn trích máu ở đầu ngón tay để nhỏ vào xương. Giọt máu vừa rơi xuống đã lập tức thấm hút ngay vào mảnh xương. Vừa hay, nhà ngoại cảm Nguyễn Văn Lư cũng gọi tới nói sang sảng. Cụ vừa báo cho tôi biết con trai cụ vừa thử huyết thống bằng máu xong. Cụ nhờ tôi nhắn lại với anh Phương rằng đó đúng là xương của tôi rồi. Ngày thứ năm tại Phú Quốc, ngay từ lúc sáng sớm, cả đoàn lại bắt tay vào làm việc với một tinh thần hăng hái đặc biệt. Trời Phật đã không phụ lòng người kiên gan, bền trí. Đúng 15:30, các chiến sĩ tìm được một mẩu xương đùi rất đẹp. Ai nấy đều phấn chấn, hăng hái, khỏe ra, cẩn trọng và miệt mài. Rồi lần lượt các mảnh xương dần dần lộ ra, xương cánh tay, xương đòn vai, xương ức. Tiếp tục sàng vẩy và vê từng nắm cát, các phần xương cơ bản của các bộ phận cơ thể của cụ đã khá đầy đủ. Tới 5 giờ chiều, đoàn đã tìm thấy hầu hết các phần xương của cơ thể liệt sĩ. Tuy nhiên, phần xương sọ vẫn chưa thấy đâu. Ngày thứ 6 tại Phú Quốc, đoàn lại bắt tay vào làm công việc từ sớm. Tuấn gọi điện cho nhà ngoại cảm Nguyễn Văn Lư. Ông nói, đang có một anh bộ đội lại mặc quần hoa đứng gần đó phải không? Mà sao anh đó bị chân thọt thì phải? Tuấn đáp, không có ai mặc quần áo hoa, mà chỉ có người đang mặc đồ giản dị, chân đứng cao thấp do địa hình khác nhau thôi thầy ơi. Nhà ngoại cảm Lư nói tiếp, cụ đang đứng vịn tay vào vai đồng chí đấy. Nói với đồng chí ấy là có mặt đồng chí ấy, việc tìm kiếm sẽ nhanh thôi, đào ngay dưới chân người đó sẽ thấy tiếp. Lập tức đoàn tập trung đào phần đất đó và thấy ngay một mảnh xương nữa. Đó chính là một mẩu của hộp sọ, phần rau cái. Liên tiếp còn ba mẩu xương đỉnh đầu bé bằng ngón tay út cũng được đoàn tìm thấy. Đến 15:30 chiều, ông Phương gọi cho các nhà ngoại cảm để hỏi thông tin, xem đã hết cốt chưa thì được biết liệt sĩ đã cho phép gia đình nghỉ vì vẫn còn, nhưng xương bé lắm, khó tìm thấy, sợ con cháu vất vả. Tuy nhiên, các nhà ngoại cảm đều nói rằng nếu tìm tiếp thì tới 17:05, khả năng cao còn thấy nữa. Cả đoàn quân cùng gia đình vẫn tiếp tục sảng đất, lần lượt có thêm các mảnh xương cổ tay, vài màu nhỏ không rõ của bộ phận nào. Liền ngày đó, ông Phương gọi điện thông báo và nói lời cảm ơn tất cả các nhà ngoại cảm, dù ít nhiều đã sẻ chia, góp công sức cho việc tìm kiếm thành công hài cốt của cha mình. Tất cả các nhà ngoại cảm đều hoan hỉ chia vui với gia đình anh. Duy nhà ngoại cảm Nguyễn Văn Lư thì nói, sao gia đình đã vội nghỉ sớm thế? Còn một đống cát nhỏ phía bên phải nữa, tiếp tục sàng đi. Quay ra, đúng là có một khối cát nhỏ nằm trơ vơ đang bị bỏ sót. Ông Phương lại báo mọi người cố sàng hết. Sàng đến mẻ cuối thì phát hiện thêm được một cái răng hàm trắng tinh ỏng ánh.
ông Phương mừng rơn, gọi điện báo nhà ngoại cảm. Thầy nói, bây giờ thì nghỉ được rồi, chúc mừng gia đình nhé, cụ vui lắm. Cụ nhắn anh cho cụ gửi lời cảm ơn các chiến sĩ nhé. Ngày thứ bảy tại Phú Quốc, cả đoàn cùng các chiến sĩ, mỗi người một việc cùng nhau chuẩn bị bày lễ cảm ơn thần biển và các vị thần thổ địa, thỉnh hương hồn anh hùng Nguyễn Văn Hiệu, đồng thời nói lời cảm ơn, tiễn biệt các vong linh bị tai nạn đắm thuyền phiêu bạt nơi đây, bao năm đã kề cận sẻ chia với liệt sĩ. Cả gia đình ông Phương rưng rưng cảm động không nói nên lời bên cạnh các cán bộ chiến sĩ của tiểu đoàn hải quân anh hùng đã dành trọn một tuần lễ không quản gian khó, chung sức chung lòng với gia đình tìm được hải cốt. Sau biết bao vất vả cũng như rất nhiều sự may mắn, linh cữu của anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Hiệu cuối cùng đã có thể tọa lạc tại nghĩa trang của thành phố Hải Phòng. Đây là lần thứ hai gia đình và đồng đội của anh hùng Nguyễn Văn Hiệu làm lễ truy điệu. Cùng đi với đoàn Liên hiệp Khoa học UIA về dự lễ truy điệu liệt sĩ có cả các nhà ngoại cảm. Khi bước vào làm lễ và đi vòng quanh linh cữu để tiễn biệt anh hùng, nhà ngoại cảm Nguyễn Văn Lư nói nhỏ với đoàn. Liệt sĩ đang đứng bên phải linh cữu chào mọi người và nói lời cảm ơn chúng ta đấy. Và đó là toàn bộ câu chuyện về hành trình đi tìm lại hài cốt anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Hiệu tại Phú Quốc. Trong tập tiếp theo của series, chúng ta sẽ tiếp tục đến với một câu chuyện ly kỳ và hấp dẫn khác. Còn bây giờ, tập 4 xin được khép lại. Nếu các bạn yêu thích và quan tâm đến những câu chuyện tương tự, hãy theo dõi series Theo Dấu Chân Liệt Sĩ tại kênh YouTube Spider Room nhé.